Chào tất cả các bạn chị, quay lại với Nắng Dân Tây Nguyên TV nhá. Lại là nông dân Tây Nguyên đây các bạn chị ơi. Thì hôm nay này rất hân hạnh được gặp lại tất cả các bạn chị. Và hôm nay lý do như thế này thì cũng muốn gửi đến các bạn chị và xin sự góp ý của tất cả các bạn chị nhá. Thì những cái sầu riêng như thế này các bạn chị, vừa rồi thì em cũng đã cắt cành đào tán, thì cũng đã chia sẻ những tập phim trước cho các bạn chị xem rồi. Thì hôm nay có nhiều cành nó lại cứ dựng đứng lên trời như trên kia nhá. Thì những cành mà đang còn dựng đứng mà có cành đi ngang thì em sẽ bấm đọt ngang để cho nó đi ngang qua. Đó, như cành kia đi ngang qua. Còn những cành nào mà đẹp mà nó vẫn đang đứng trên trời mà không có cành thì em sẽ tạo thế cho nó và dùng những sợi dây đó níu lại nha các anh chị. Đấy các anh chị, tại sao mà níu một sợi dây từ đó lại đây. Đấy. Níu sang cây gọn bên kia. Đấy. Và từ cái hướng này thì các anh chị nhìn lên thì các anh chị nhìn thấy là cái tán nó tương đối đều không? Đấy. Mới mình chỉnh cột dây sơ sơ mà nhìn cái đã tán là tương đối đều rồi nhá. Còn thời gian nữa bắt đầu khi nó bén mà ăn nắng hấp thụ vào và làm cứng cáp cây và đọt bắt đầu là hướng theo hướng nắng đi lên, đọt lại tiếp tục đi lên thì lúc đó là nó ra một cái thế tròn cây cho mình rồi. Và đồng thời thì nó đã cứng cây thì lúc đó mình sẽ tháo dây ra nhá. Còn bây giờ mình đang giống như đi chơi tạo thế cây cảnh nha các anh chị. Thì em sẽ cột dây, níu dây như này. Và có một số cây trong kia em cũng cột như thế này luôn. Và sẵn hôm nay thì đi ra vườn và cũng cắt cành tạo tán cho nó, thì trước giờ cũng chia sẻ nhiều rồi nên là em không chia sẻ nữa. Và cũng cắt ngang để cho nó trồi đi ngang thì cũng đã chia sẻ rất nhiều rồi nên là cũng không quay lại. Bây giờ chỉ có làm xong rồi thì cũng thông qua cái video này để chia sẻ tất cả các anh chị để đóng góp ý kiến nhé. Đây, những cái này như này nó vẫn đứng lên các anh chị này, nó chạm cái cành trên này. Đấy, nó cầm chạm những cái cành trên như này thì em sẽ tiến hành bấm ngang đây để cho nó đi ngang này. Đấy, sau này nó vươn ra nó đi ngang. Cành lúc nào sầu riêng thì cũng phải đi ngang thì nó mới mới đạt được hiệu quả và trái nó cho trái năng suất hơn nhá. Đây, hồi trước này bấm đây, nhân đi ngang này, đi ngang xong nó lại vịn lên này. Đó, sau này mà nó mà cần chân với cái thằng trên mình tiếp tục bấm cho nó đi ngang tiếp. Đấy, lấn tán ra ngoài. Và cô bác anh chị nhìn phía trên này. Đấy, trên thì cái chồi em tiếp tục để lên thì nó cũng đã chia các hướng nhá. Chồi này là chồi đẹp luôn, chồi đi ra các hướng luôn. Còn mấy cái cây này mới níu này, đó. Đấy, ngang thời gian nữa các bác chị để sẽ xem coi cái tạo thế bằng giống chơi cây cảnh thì của mình thì nó sẽ hiệu quả như thế nào. Đấy, cột từ trên này, cột xuống này, níu xuống này. Đấy. Trời thì hôm nay cũng hơi gió một xí. Thấy chưa? Có ai làm sầu riêng giống như này không các bác chị? Có ai làm sầu riêng mà đi lấy dây mà căng giống như đi căng diều này không? Đấy, cây còn cây này thì đấy, cũng tiến hành cũng cắt bỏ này, đó một số đó. Nhưng mà cây này thì chưa phải lôi nhá. Đấy, phía trên thì nó em đã cắt bỏ đọt bỏ đi rồi. Đó, chặn cái đọt bỏ đi, còn một cái đọt chính để đi lên thì làm cái đọt cao lên tiếp thì mình chừa lại đó. Còn sau này nó mà xương cá thì mình lại tiếp tục chỉnh tán tiếp. Đấy, tán này thì cũng tạm được. Mấy cây ở dưới này ngoài này cũng thế này. Đây, những cái lớn như thế này cũng toàn là chơi theo kiểu thế thả diều hết. Nên là cột lại hết để cho nếu tại cái khoảng này hôm trước là có cái tiêu nằm đây các anh chị thì nó bị mất tán, nên là em sẽ chỗ hai cái cành này cành kia gần nhau em sẽ lôi bớt một cái cành này sang đây để cho nó tạo một cái thế sang này cho nó kín cái tán này nhá. Đấy, một thời gian là mình lôi mấy cái cành trên nữa là cái chỗ này nó sẽ kín tán. Đấy, tán nó sẽ đều lại, nó bù lại cho mình. Còn hiện tượng rụng tháo que diêm thì mấy tập phim trước cũng đã chia sẻ với các bạn chị. Thì hôm nay thì bắt đầu là nó có rụng qua thời kỳ rụng sinh lý đợt 1 rồi hay sao. Là thấy nó đỡ rụng hơn. Và hai nữa là trái thì bắt đầu là nó chảy trái nó nhân to hơn. Và nước thì em đã giảm. Và tưới giống kiểu như là tưới rê nào mát thôi. Mấy bữa trước thì tập ngày hôm qua thì em dùng cái bơm em đi rê xung quanh cho nó. Cho nó ẩm thì một cây cỡ tầm 30 lít. Còn hôm nay thì em xách hai xô. Em chỉ rê cái phần ngoài tán lá cho nó ẩm ẩm đất nhá. Bây giờ thì nó cũng đã bắt đầu là hơi khô lên rồi. Còn cứ bây giờ cứ chịu khó một ngày em sẽ rê như thế, số lượng ít nữa mình chịu khó mình rê một xí cho nó tươi cái đây, nó ẩm đất thôi. Cho nó qua cái đây, bắt đầu là sổ nhị xong thành công thì bắt đầu mình sẽ tiến hành là nhấp nước trở lại. Nấp nước trong bắt đầu là mình sẽ tiến hành chuyển sang chế độ chăm sóc bón phân. Đấy. Đây là những số này thì sổ sau
cơn mưa, nên là bây giờ hầu hết là nó rụng ít nhá, đào thải ít, giống như mấy cây trong vườn nhà vậy. Mấy cây trong vườn nhà thì nó cũng đào thải ít các bác chị, nên là nó cũng đỡ cho mình. Còn lại cái số mà gặp mưa sổ trước thì hầu hết là vẫn theo tháo cây diêm rất nhiều nhá. Nhiều của bác anh chị ở trên xem được video và bình luận là do sốc nước, nhiều nước quá. Rồi có bác anh chị thì bảo là rốt cuộc là bị nguyên nhân gì. Thì nói chung là bây giờ đến đến ngày hôm nay thì em chắc nghĩ là em vẫn nghĩ là khả năng là do mưa nhiều và mình tiến hành rửa bông, nước nó xuống nhiều nữa. Là khi nước cả mưa rồi cả rửa bông nó xuống nhiều, nó bắt đầu là cộng thêm khi mưa nó trôi hết phấn. Trôi hết phấn thì nó không đậu, thì đồng thời nó sẽ tháo nó rụng thôi. Đấy, cây này cũng thế. Cũng cột này, chỉnh tán này, cột kéo xuống này, kéo xuống kéo xuống. Đó. Thời gian nữa các bạn chị sẽ xem coi nó sẽ như thế nào, thay đổi ra sao. Còn bây giờ sang sang cây cây mà bị dê ăn này, cây bị dê ăn thì lúc sáng em cũng đã tiến hành là tạo dáng cho nó đây, dùng những sợi dây nhỏ nhỏ này, những cành mà xương cá đây, là cây xương cá nhá, em sẽ tiến hành em lôi này, đấy, bẻ cái này uốn sang đây này, đấy, lôi sang đây này, đấy, tạo một cái thế cho nó. Những cành dưới này mà nuôi mà nếu mập được lên kịp thì để mà không có thì bỏ luôn, mà lấy từ tán trên nhá, mà tán trên thì lại nó dính vào cái phần xương cá các bác chị. Xương cá này là mình buộc phải phải uốn uốn mấy cây bên trong thế, thì em vô chia sẻ cho các bác chị xem, và mấy cây bên trong em cũng uốn uốn thế, tạo tạo thế cho nó nhé. Đấy, bây giờ thì đi tiếp cây tiếp theo đây. Cây này thì mới lúc nãy đây cũng đã tiến hành lấy thang, và cây này thì chỉnh tán cũng rất nhiều lần nữa các bác chị nhé. Đây, tán thì cũng ok lắm rồi, nhưng mà mình chỉnh đi chỉnh lại vẫn chưa hài lòng, nên là cành nó vẫn cứ nhổng lên là bấm bỏ luôn. Đây, những cành mập này đó, những cành mập như thế mà phải bấm bỏ, tại vì nó vươn cao quá là mình chặn ngang để cho nó đi ngang đấy, tạo thế bên trên này. Những chỗ nào chưa chưa kín thì mình đưa cành lên để cho nó phủ cho nó kín, còn những cành nào mà nó chống đứng lên trên trên trời mà nó cạnh tranh với thằng cành bên trên là mình bấm ngang hết, bấm tỉa ngang hết cho nó đi ngang hết nhá. Đấy, và bên phần bên này thiếu tán là em lái này, bấm đọt bên này lái cho nó cành sang bên này để dần dần nó phủ ở chỗ này. Hồi trước là cái tiêu nằm đây thì mình dần dần nó lấn tán sang bên này. Bên này mà tốt quá là mình sẽ tiến hành chặn đọt để cho nó sang bên này đấy, theo cách làm của em như thế. Các bác chị thấy có hiệu quả không? Cây này lá phục hồi này, bộ lá vừa rồi mình đã giữ được một bộ lá mới thì ra bây giờ thì các bác chị nhìn nó cũng tương đối kín rồi. Bữa sau nó ra thêm một cặp lá nữa thì sẽ kín luôn cây đó, và đồng thời nó nằm cho cành nó nhanh to nhé. Cây này cũng thể cũng thế này, cây này cũng được chỉnh rất nhiều lần rồi nhưng mà cành có hơi hướng đi lên này. Lấy cái dây này, lấy dây đây, cột đây đấy, cột xuống gốc, bên kia cũng thế, tạo cái thế nhá. Đấy, bây con chị nhìn kéo nó vọng lên trời, mà bên kéo xuống là nó nằm phà 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 này. Thời gian nắng bắt đầu là hắn lại sơi hướng đi lên nữa, là cành mình nó tán nó rộng ra, và đồng thời thì nó đi ngang, sau này làm trái thì cực hiệu quả. Đấy, bây giờ góc này đấy, có cái cành này nó vẫn hơi hướng đi lên này, nhưng mà tạm thời thì em đang để đó để cho có cái cành cấp hạ cấp của nó mà nó to ra nữa thì mình sẽ chặn đọt, mà không thì để cho nặng ở ngoài nó tì xuống nhé. Đấy, bên này cũng thế này, bên này chúng trước này nó bị lép tán này, trên bắt đầu cũng đã bấm chỉnh này, để cái đọt đọt kia bây giờ nó lên cũng mập nhá mà chị. Thì chỗ phần này hơi lép xí, chỗ này nó ấy này, em líu dây xuống để cho nó đi phà ra chỗ này, nó kín này, cành này cũng thế, nó nhấc lên kéo nó xuống cho nó phà ra. Các bạn chị nhìn thì nó cũng tương đối ổn một xí. Đấy, thời gian nữa là nó sẽ kín kín cái mặt bên này đi nữa là tán sẽ tròn đẹp. Đấy, còn cây này cũng thế, cây này cũng bó, các bạn chị sẽ bó bó trên bó dưới này, nó tán nó phà nó xung quanh này, xung xê rồi. Đây, cành này nó dựng đứng lên nhá, mà nó dựng đứng này các bác chị, mà nó xỉa sang bên kia này. Em đã tiến hành em lý dây lôi vào gốc đó để cho nó cành nó điều hướng sang bên này, tại vì khu vực bên này là đang thiếu tán này đó, mình điều hướng sang này thì một thời gian nữa bắt đầu là nắng nó vào mà nó làm quen thì bắt đầu là nó lại vòng 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 trở ra như này, là cán mình tán mình nó vẫn kín, thằng kia là nó rộng xuống là nó tán nó kín, thì nó không ảnh hưởng gì cả mà mình đã phân được tán đều. Đấy, đó là cách làm của em ở trên này. Cái này thấp thì lôi lên, lôi sang cành kia thấp lôi lên,
phía trên này mấy cái cành trên này nó cũng dựng đứng lên, nó cạnh tranh với thằng đọt nhá. Vừa rồi mình chừa thêm cái chồi này, chọn cái chồi đẹp nhất thì để lại để làm vươn lên thêm thêm vài tán cao nữa. Còn những cành này cạnh tranh với tầng tầng đọt rồi mình tiến hành này lôi xuống tiếp đấy, các bạn chị nhìn thấy không? Lôi xuống là thợ nó gục xuống vươn ra đấy. Cây bên này thì cũng ngày hôm qua cũng bắt đầu là đã chỉnh chỉnh cho nó này, mấy cành mà trên cao cũng đã tiến hành bấm bấm đọt đi các bạn chị. Thì bây giờ đọt nó cũng ngang ngang ngang, còn một số đây, còn một số để mà thời gian nữa nuôi cho nó mập những cành nhánh ra, bắt đầu là mình tiếp tục chặn chặn đọt để cho nó ngang tiếp nhá. Đó, nhưng mà cây này thì ổn lắm rồi, cây này cũng ổn rồi, lá thì xanh xanh dày đấy. Đấy, bây giờ vào vườn trưa này có mấy cây sầu riêng thôi nhưng mà ngày nào cũng có mặt ở vườn hết, thấy sự thay đổi của nó như thế nào để rút kinh nghiệm và học từng từng ngày một, có một ngày thay đổi một tí một ít, thay đổi những cái gì và chỉnh sửa những cái gì thì mình đều nắm và tham khảo hết các bạn chị. Đấy, cây này thì cũng thế này, cây này cũng tán cũng tương đối rồi, có một số cành hơi nhích nhích lên phía trên đó thì buổi sau mình sẽ tiếp tục chỉnh sửa nó lại tiếp. Còn bây giờ như thế này là cành thoáng đấy, cành ăn hầu hết là những cành để lại ăn thì mình mới giữ như này thì tán nó ok, cái lá bên ngoài ok nhá, không có cành lấm thuộm, cành cành rơm, cành tăm, cành đồ đấy. Như này các anh chị nhìn cây này thì theo như các anh chị có đẹp không đấy, cây nào thì em cũng chỉnh tán hết đây. Cây này em trước này phát ra hai cái mặt tiêu của nó đi rồi thì bây giờ như các anh chị nhìn thấy cái tán nó cứng cáp không đấy. Ngày hôm qua cũng bắt đầu cũng tiến hành cũng chỉnh cho nó, phía trên cũng chặn cho nó đấy, chặn cho nó thì bây giờ cũng tạm tạm rồi, nhưng cây nào cũng phải chỉnh hết nhá đấy. Đứng từ góc này nhìn này phải chỉnh, nói chung như mấy cây này phải chỉnh mất vài lần đây. Cây này cũng thế này, cây này phía trên này hôm qua cũng đã tiến hành chỉnh này, một cái đọt chỉnh đi lên. Cành này thì nó hơi ấy, em dùng cái cành cà phê hơi nặng nặng này móc vào đó cho nó kéo xuống thì các bạn chị nhìn này, đó, nó đã kéo ngang ngang nhá. Cho một thời gian nó cứng xong bắt đầu là mình sẽ thả cây cành cà phê ra. Còn mấy cành bên này đó, mấy cành bên này là tạo thế hết này. Đấy, cái tán lửa bên này thì đẹp này, nửa bên kia mắc cái tiêu là nó lép luôn. Đấy, bây giờ thì mình đang chỉnh nó lại, phát cái bụi tiêu nửa cây đi rồi bây giờ mình đang chỉnh nó lại, lái nó lại đó. Mấy cái này toàn lái, toàn bộ là lái nhá. Đấy, chơi làm sầu riêng mà làm giống như làm đi làm cây cạnh đó, tạo dáng cây cạnh nhá. Cái đọt này con chỉ biết không, nó cũng nóng vươn thẳng lên trên này, cạnh chân với thằng đọt trên này, và em đã tiến hành lôi xuống. Thì bây giờ để lôi xuống thì một cái cành nó xỉa sang bên kia, còn một cành nó bây giờ nó đi ngang 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 này đó, nó ép tán sang bên này cho mình. Đây, cành này cũng lái này đấy, cành này nó nằm ở bên này nhưng mà mình lái sang đây tại vì cái chỗ này ép tán, mình lái sang đây thời gian nó nuôi nó ra để cho nó mập. Cành bên này cũng thế, cành bên này nó xỉa sang bên kia mà mình cũng bắt đầu gầm dây này níu cho nó sang bên này đấy. Cây này thì vừa rồi cũng đã làm cành thoáng rồi này, thấy chưa, có bông nó nhưng mà có trái được thì trái nào được, không được thì làm quen. Cây đó thì cũng già tuổi rồi nhưng mà nó bị suy nên là mới phục hồi lại. Này, đây các bạn, cây này cũng thế này, nó có bạn chị nhìn thấy không, cột thế này, cột phía dưới này đấy, mấy cành này vươn cao là cột níu hết xuống này, níu xuống hơi làm ngang hết này đấy. Và phía trên nữa, phía trên những sợi nhỏ 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 như kia đấy, những sợi nhỏ nhỏ đó là em cột dây nhá. Nó ở phía trên là cành này là cành xương cá các bạn chị, nên mình tạo thế cho nó nên mình kéo này hai cái cột lại với nhau nên nó tạo thành một cái số đều trong đấy. Những cành như thế này đó, những cành như thế là nó xỉa là xương cá nhá, bên này bên kia, bên này bên kia mà em đã cột em níu lại thì bây giờ thành ra các bạn chị nhìn thấy không, nó cong về bên này, cong về bên này và cái hướng xương cá của nó vẫn cứ để như này. Thì sau này mình tiếp tục mình chỉnh tiếp, chia lại sang bên kia, chia sang bên này đó, làm sao mà nó chỉnh cái tán trên bên kia lúc nào mà ra đến cái đọt mới mà nó ra tiếp mà nó đều là được rồi, là mình không chỉnh nữa. Còn như này mình chỉnh thời gian, bắt đầu là khi nó cứng cành là nó đi theo một khuôn khổ rồi thì mình sẽ tháo dây ra nhá. Đấy, các bạn chỉ thấy ai có ai làm sầu riêng kiểu này không, sầu riêng mà đi cột tán cột cành như thế không đấy. Sẵn có sự khác chị chia sẻ cho các bạn chị để cùng
tham khảo nhé. Đấy, bên trong này, cái này cũng thế này, nó cũng hoàn thành xong một cây đọt này. Cái này đọt sum xê nó bây giờ nó cũng đã bung hết ra rồi, lá thì không biết có kịp già không nhưng mà bông thì cũng có một số gì đó, có rụng thì cũng phải chịu thôi. Đấy. Trong mấy bữa nay thì cũng có hạn chế rụng bớt được các chị, tại vì nó rụng đến thời kỳ của nó là không không rụng nữa thì là nó đào thải không. Đấy, những cành như này này, cành này nó ra trước này, cái này ra trước mà bây giờ cái chỗ nó ngoài rụng này, bây giờ còn mấy trái này đó. Mấy trái vẫn là nguyên si nhá, chỗ bông sau này ở trên này nó một cành thì cũng là một mớ, cành này cũng là một mớ này. Đấy, tha hồ mà dọn nó rụng ít lưa thưa nữa thôi. Đấy, cành trên này đang còn, cái cành này còn hai trái, một trái teo này. Đấy, một trái to rồi, bắt đầu chạy trái to rồi phía trên kia nó. Nói chung cứ một cành, nhưng mà để cho mình cành to cành mập thì mình để cho mình cái tầm 5 6 trái gì đó là sau mình để là đẹp. Chục trái sau là tìm lựa cành mập thì có khi là mình gắn lại cho so những cành khác thì cỡ 6 trái một cành, 5 cái một cành là đẹp. Năm ngoái em nhát quá em bỏ có 4 trái mà trái to đùng. Đấy, một cành nhỏ vẫn nuôi được 4 trái. Đấy, bây giờ thì cái số này là số chỗ sau này. Đấy, số nhụy sau không 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 ảnh hưởng cơn mưa thì hầu hết là vẫn đang còn thấy nằm nguyên này, nó có rụng sinh lý nhưng mà rụng ít. Đấy, cái chỗ này chạy trái rồi, ít cành này không đều. Chúng mong rằng nó sẽ đậu cho mình để mình tuyển lựa nhá. Như cành to này quá chị nhìn không, cành to này được mấy cổ bông sau này, đấy mấy cổ bông sau này thôi. Nhưng mà theo em tham khảo kỹ thuật thì như các bạn anh chị mà trong một cành như thế này mà cổ bông trước cổ bông sau là mình sẽ bỏ đi cổ bông sau, còn bông trước mình ấy, còn nếu không có cổ bỏ mà rụng hết cổ bông bông sau rồi, hoặc là cổ bông sau mình chừa trong này là cổ bông trước chứ mình chừa trong này là mấy trái thì cổ bông sau ra đây thì không bao giờ nuôi được nhá. Nhưng mà trong một cành mà cổ bông sau hết thì vẫn cứ nuôi được, còn cành kia thì cổ bông trước không liên quan, còn lại cứ cành nào ra cành đó không liên quan nhau nhé. Cành sau mà nó toàn bộ từ trong ra ngoài đều là cơ đọt sau, gọi là cái bông bông sau hết đó. Thì nó đều đậu được hết, đều nuôi được. Còn còn đừng có cái trong một cành mà cái bông sổ trước và bông sổ sau thì cái bông sổ sau không bao giờ nuôi được, tại vì nó rụng hết. Nó cạnh tranh dinh dưỡng, thằng trước là nó hút hết, là thằng sau là rụng. Nhưng mà ví dụ trong một cành khác là ra trước, còn cái cành này là ra sau thì nuôi được hết nhá. Đấy, tham khảo như thế không biết có phải không, em đang đang thí điểm. Đấy, như hiện tại như bây giờ là như thế này là cổ bông sau này, mấy cổ bông trước kia ra sổ này. Đấy, cành này là cành không có cổ bông trước nhá, để coi nó có đậu không. Bên này cũng thế này, bên này cũng đã tiến hành níu này. Đấy, níu tạo thế cho nó, tạo thế cho nó. Bây giờ mình phải chỉnh thôi, lái lái từ lúc đang còn còn yếu còn thơ còn nhỏ. Đấy, cái gì cũng thế, nắn nót từ lúc đang nhỏ, lớn lên thì nó cứng cáp rồi thì khó nắn, nắn nhỏ thì sau này nó cứng là nó thành một cái thế, thành một cái nề nếp. Đấy, bên này sáng ngày cũng đã cắt cắt này, những cái đọt mà phóng 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 đã đều cắt hết. Đấy, và trước mắt các chị đó em cắt đây cho đi ngang hết, trên kia nữa cũng cắt cho đi ngang hết nhé. Đọt phía trên thì phóng là đẹp rồi. Đấy, toàn cảnh vườn sầu riêng. Đông con dày. Đấy, bây giờ các chị nhìn thấy vẫn trời nắng không? Đấy, chưa nắng mà có một cái thảm cỏ mà nó che được cho mình như thế này. Nó phủ hết phía tán ngoài, bên ngoài tán là cái bộ rễ mà nó có ăn mò mò rồi thì nắng cũng không ảnh hưởng gì với cho cái sầu riêng này cả. Và nếu có tưới và ví dụ chậm trễ trong vài ngày thì cái bộ rễ nó vẫn làm mát được, cái cỏ làm mát dưới bộ rễ thì vẫn kéo dài được thời gian. Đấy, hiệu quả của bộ cỏ là em hầu hết em chừa lại, toàn là chừa lại cỏ xung quanh tán, từ tán trở ra là chừa hết nhá. Còn sau này em sẽ phủ hết toàn bộ, nếu đông đặc sầu riêng là em sẽ phủ hết cỏ luôn và lấy những cái cỏ chai ngoài kia em sẽ đi rải cho nó, mùa mưa mưa xuống là em rải cho nó lan đi khắp, rồi còn lại trong bồn mình làm sạch thôi. Đấy, sáng nay thì cũng chịu khó ngồi xách từng số nước đi tưới cho mấy cái cây sầu riêng tơ này, vì mấy bữa nay em đang hạm nước này không dùng Gamma. Thì ngày hôm qua các bạn chị cũng đã biết là dùng bằng cái bơm bơm xịt thuốc sâu đó để đi tưới rê cho mấy cây sầu riêng lớn thôi, còn mấy sầu riêng con không có nên hôm nay phải sắt xô này, sẵn sàng sắt xô để tưới này. Đấy, đất này đất ẩm thế các bạn chị nhá, đang bốc đang nước luôn ạ.
Đấy, sáng nay em mới đổ xô tưới nhá. Cây này thì cái sầu riêng con nó bị vàng hư rồi, cũng gần hư rồi nhá. Nhưng mà mang ra trồng mà phục hồi với các anh chị nhìn này. Đó. Đây quay lại cũng trạng thái như sầu riêng bình thường, khỏe mạnh không? Lá xanh dày. Đấy, mình chăm sóc mình thời gian nữa mình bắt đầu tạo dáng tạo thế cho nó. Thì nó ok luôn. Mấy cây này cũng thế này, mấy cây này cũng rợp này. Rợp mà bây giờ cũng tán cũng gọi là từ tạm tạm rồi mà nó đứng đứng trên trời này. Cái phía trên kia cũng thấy nữa. Nói chung muốn bây giờ muốn lấy phát hết mấy cái bờ tiêu này đi thì nó sẽ thoáng và nhanh phát triển liền. Nhưng bây giờ tiêu đẹp quá, các bạn chị nhìn thấy cái tiêu nào. Đấy, tiêu đẹp này thì bây giờ phá đi cũng tiếc. Qua thì bắt đầu mới đã tiến hành kích bông cho nó. Kích bông cho nó thì và vừa rồi có trận mưa đó. Bây giờ các bạn chị nhìn cái móc câu này, đấy, móc câu nó đi đâu. Đó, cứ mắt chuyển chuỗi dài này thôi. Thấy chưa? Đây là mình kích vào cho nó tăng cường này. Đấy, tăng cường cho nó để cho nó phóng cái mắt cua càng càng nhiều ra và dài ra. Đấy, tác dụng của kéo khi và cái thuốc kích cho sầu riêng đang còn dư nên là mình tận dụng mình kích luôn để coi cái sự hiệu quả của nó như thế nào. Chứ năm ngoái thì cũng có kích mua thuốc ngoại đại lý về kích nhưng mà cũng chưa hiệu quả lắm tại vì kích cả hai lần, lần một và lần hai thì năm ngoái trái vẫn chưa đạt và mọi năm trước cũng thế vẫn chưa đạt. Năm nay thử kích cái thuốc này của chung sầu riêng này coi như thế nào, nếu mà nó có hiệu quả thì sang năm tiếp tục mua. Đây là mình đặt hàng trên trên mạng nhé, trên chỗ cái công ty gì mà cũng quên tên không nhớ tên được nữa anh chị. Nhưng mà thấy sầu riêng thì có hiệu quả. Đợt vừa rồi mình kích cho sầu riêng thì nó cũng tương đối, bông thì nó cũng tương đối nhá, nó cành mình nó nhỏ thôi, nó không đều cành thì phải chấp nhận, nhưng còn là còn nó cũng gọi là tương đối về cái vấn đề là cái bông. Thì hy vọng là kích cho mấy cái tiêu này nó cũng sẽ đạt để mình ăn tăng cường năm tới đây, rồi nếu mà lỡ mà nó có sầu riêng nó phát triển tiếp thì mình lại tiếp tục phá cho nó đỡ tiếc để lấy lại công sức đầu tư nhá. Đấy, bây giờ cái số này bây giờ nó không rụng nữa này, mà nó nếu nó có rụng thì nó rụng đôi đôi bông thôi. Đấy, một một cành mà được như thế này là ổn rồi, là thành công lắm rồi. Đấy, mình tha hồ tiền lựa rồi. Thấy cành nhỏ như các bác chị, cành nhỏ này mình giỏi mình cho là hư cành này luôn đi thì mình đu được hai trái đấy, có khi được ba trái nhá, nhưng mà cái cành nhỏ này thì cho nó hư xong rồi cho ăn xong cho nó hư cũng được, nó rút thân từ trong thân ra và hiện tượng xì mủ nó rất nhiều này. Đấy, bên này và góc bên kia, góc bên này nó cũng có hiện tượng xì mủ này. Đấy này, các anh chị nhìn thấy không? Bắt đầu là lan lan một đốm nhỏ nhỏ này thôi, nhưng mà sau này dần dần là nó sẽ ăn lan ra to nhá. Đấy, em sẽ cạo và xử lý cho nó. Này, quả bông ra sau này. Đấy, nó vẫn đậu. Mấy cây cải trong vườn nhà cũng thế, nó là đẹp hơn đây nữa các chị. Bộ lá trên là đã già thành công này. Và cái trái nó ra là nó mọc mọc trái mà cái mấy cái chỗ này nó xanh luôn nhá. Là nhìn nó cứng cáp trái là nó kiểu là mình cảm nhận giống cái nó đẹp, nó đẹp từ trên nó đẹp xuống đó. Nên là nó ít rụng hơn và trái nhanh to hơn so với ngoài này. Ngoài này nó rụng nhiều hơn, đào thải nhiều hơn và trái thì nhìn nó không được to to bằng to cho lắm đấy, nhìn cái trái nó cũng yếu đây này, nó hỏng cái trái được như này này đó, trái được như này thì quá trình mình chạy trái làm trái là đúng bài luôn quá chị. Đấy nè, để em lấy độ nét cho anh chị này. Đó, để em lấy độ nét kia đấy. Đó, trái có màu xanh 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 như này là nhanh phát triển, nhanh to. Đấy, phía trên này. Đấy, phía trên này một cành như này nó rụng hết một mớ, còn lại ba trái thì bây giờ các anh chị nhìn thấy cái trái nó to. Đó, trái nó nở trái, nở gai. Bên này cũng thế. Bên này còn 2, 4, 6, 8, 9 trái. Đấy, 9 trái là sức rồi, một cành nó. Một cành nó 9 trái xong mình tự lựa là sức rồi. Đấy, còn ngoài này cũng đây. Ngoài này cũng một mớ rồi. Và có một cái vấn đề như này, bên kia có một một trái em rứt mạnh nó mới ra rồi, còn bên này đâu rồi, cái trái nào để em xem được, cái trái nào đâu rồi, nó có một trái nó bị hở hở cuống rồi nha các chị nhé, nhưng mà nó không rớt rồi, để em tìm em mới thấy lúc đấy đây, mà em đang để thí điểm gọi ở đây 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 các bác chị này. Đấy, các bác chị nhìn thấy rõ không, là nó bị rạn này, rạn rạn này nhá, nhưng mà mình đã xịt canxi được 2 ngày rồi thì thấy cái chỗ rạn này các chị nhìn thấy nó đã khô nhá. Đây, nó khô nhá, nó khô cái vết thương của nó lại rồi, mà bây giờ mình búng nó không rớt này, kéo nó không rớt này, đó là hiện tượng là nó liền cái
cái chỗ tháo khớp này lại đấy, là canxi bo với canxi bo giáp vào để bảo vệ nó, và canxi bo tăng cường thì nó hấp thụ nhanh, chưa là hiện tượng như này là hiện tượng đã ngấm canxi bo rồi đấy, là nó giữ được. Để coi thời gian thì có mấy chị xem coi cái bông ở cái chỗ này nhá, đấy, chỗ này hướng sang cái chỗ bể này, này cây bên kia là cái bể nước này, cái ghế đó em sẽ để nguyên vị trí, và để sau chia sẻ coi cái trái nó bị hở như này và sau khi nó liền lại nó có phát triển được không nhá. Đấy, đây quá chị nhìn này, có một cành nó này, bên ngoài một chùm, bên trong chùm nhiều này, còn hai cái đây để có cái bông này nó coi là nó có còn giữ được không nhá. Nếu mà nó giữ được thì chứng tỏ là hấp thụ được canxi và nó ngấm vào thì nó níu kéo lại. Đấy, níu kéo lại nó tạm thời nó chưa dụng, có nhiều cái là níu kéo lại xong sau này là nó liền và trái vẫn chạy vẫn to bình thường nhá. Đấy, hy vọng là như thế. Và sau khi xịt canxi bo 2 ngày nay thì không biết có phải qua đợt sinh lý rụng rồi hay không, nhưng mà em thấy hiện tượng rụng bông đã dừng lại và cái số bông đang còn lại trên cành để mình tiện lựa thì cũng đã vẫn rất nhiều. Đấy, thì sau này chạy trái và mình tiện lựa và rụng tiếp đợt bằng ngón chân cái hoặc bằng ngón chân cút nữa thì nó lại rụng tiếp nữa, thì vẫn đang còn để cơ hội để mình sửa. Mình lúc đó mình sẽ tăng cường canxi thêm thêm cho nó, và những chất dinh dưỡng nữa thì khả năng là nó sẽ giữ được trái cho mình, đảm bảo là đủ. Cái này thế này đấy, mấy cây này là một mớ bông rồi rụng hết, mà bây giờ còn lại 2 4 6 7 trái. Trái này nhỏ nhỏ thì chứ không biết thế nào, nhưng mà riêng 6 trái này thì bắt đầu to đấy, thấy chưa? Đầu to đây, hôm nay lấy đồ nét hơi kém, còn những cành khác thì cũng thế thôi. Đây cành này cũng rụng hết này, còn 2 trái cũng đã to này, phía trên kia cũng thế này, rụng một mớ nhưng mà đang còn 2 4 6 ôi giờ đang một mớ đó, vẫn đang còn số bông cội sau kìa. Đấy, nói chung là cũng tha hồ rồi. Này cái này nó đang còn một mớ này, thấy không? Đang còn một mớ này, sức mà ấy đây như này, đây cái này nó cũng rụng một mớ, còn một trái này đó, nó cũng đu này, mà trái cũng bắt đầu to rồi. Nói chung là qua giai đoạn cảm thấy như mấy bữa nay thăm vườn liên tục và chia sẻ video liên tục cho các anh chị, nhưng mà bắt đầu từ ngày hôm nay cái sự hạn chế nước của mình lại, mình giảm nước thì tưới ít, không phải tưới bằng bơm như hôm trước nữa, và đồng thời xịt canxi bo thì ngày hôm nay chính thức là đi ra em thấy là có hiện tượng giảm rụng rất nhiều, và trái thì bắt đầu là chạy trái to hơn đó, ngay ngay cái trái mà gần muốn rụng mà vẫn nó không rụng, nó vẫn đang níu kéo lại đó, thì chứng tỏ là đã hạn chế nước là hiệu quả, xịt canxi bo cũng hiệu quả, và trái cũng đang bắt đầu là hiện tượng không rụng giữ được trái đấy. Quan chỉ tham khảo nhé, và video cũng kết thúc tại đây. Rất mong sự đóng góp ý kiến và chia sẻ kinh nghiệm của tất cả các anh chị cùng nhau học hỏi cho tất cả mọi người vào cùng xem và cùng đóng góp ý kiến, cùng xây dựng một cái vườn sầu riêng diện tích ít, trồng dày đông con đấy, để nó coi nó phát triển tới đâu và phát triển được hay không, để cùng nhau tham khảo nhé. Xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại.